Hyun Bin và Son Ye Jin, phía đại diện lên tiếng về thông tin kết hôn của cặp đôi. Trang The Fact Hàn Quốc hôm nay ngày 8 tháng 3 vừa đăng tải bài viết liên quan tới kế hoạch kết hôn của cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin. Phóng viên đã tới biệt thự sang trọng nơi Hyun Bin vừa mua, nơi được cho là dùng làm căn nhà tân hôn của nam tài tử cùng bạn gái Son Ye Jin. Một số cư dân tại đây tiết lộ việc đã trông thấy vài người nổi tiếng, bao gồm cả Hyun Bin xuất hiện. Tuy nhiên, một chú cửa hàng tiện lợi gần đó lại nói rằng: "Tôi nghe nói Hyun Bin đã chuyển đến, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy." Bên cạnh đó, tờ The Fact cũng có cuộc trao đổi ngắn với đại diện công ty chủ quản của Hyun Bin và Son Ye Jin. Cả hai bên đều cho rằng, để nói về chuyện kết hôn giờ vẫn còn quá sớm. Đại diện công ty chủ quản của Son Ye Jin cho biết, như bạn đã biết, cả hai người trong số họ đều đang bận và ngay cả khi họ có bất kỳ kế hoạch nào đi chăng nữa, họ cũng không đủ khả năng để thực hiện chúng ngay bây giờ. Thật quá đáng khi thúc đẩy chuyện kết hôn chỉ vì họ vừa thừa nhận hẹn hò. Về phía Hyun Bin, công ty chủ quản cũng chia sẻ rằng, dù thời gian đã đến, nhưng bạn sẽ không thể biết được theo cách tự nhiên. Hyun Bin gần đây đã bắt đầu quay phim điện ảnh mới của mình là Confidential Assignment phần 2 về căn biệt thự được cho là dùng để rước nàng hạ cánh nơi Anh. Ngày 30 tháng 1, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Hyun Bin mua nhà để chuẩn bị cưới Son Ye Jin. Nam diễn viên hạ cánh nơi Anh được cho là đã âm thầm tậu căn hộ penthouse sang trọng có diện tích 242m2 với giá 4,5 triệu USD, gần 100 tỷ đồng, ở làng Avinvun, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Theo đó, Hyun Bin chuyển đến nhà mới vào cuối năm 2020, nhưng đến đầu tháng 1 năm 2021, chủ cũ mới hoàn tất mọi thủ tục sang tên cho tài tử sinh năm 1982. Đây là khu vực có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc sinh sống, trong đó có Park Min Jung, người sáng lập công ty giải trí JYP và nữ diễn viên Oh Jeon Seo. Căn penthouse của Hyun Bin được cho là nằm ở tầng trên cùng cột căn biệt thự mà nữ diễn viên Hoa Du Ký đang ở. Thông tin Hyun Bin mua nhà để ở với Son Ye Jin sau khi kết hôn khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao. Cặp đôi diễn viên nổi tiếng này đã xác nhận tình cảm của mình vào những ngày đầu năm mới 2021 sau khi bị dispatch khui chuyện hẹn hò bằng loạt ảnh thân mật của cả hai. Nhiều người cho rằng Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới trong năm 2021. Tuy nhiên, đại diện của nam diễn viên khu vườn bí mật lại lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Đó không phải là nhà tân hôn của Son Ye Jin, chúng tôi không thể chia sẻ thêm. Trích thông cáo báo chí được phía Hyun Bin đưa ra. Được biết cặp sao bắt đầu hẹn hò sau khi bộ phim Hạ cánh nơi Anh đóng máy hồi đầu năm 2020. Giữa tâm điểm chú ý, Son Ye Jin cũng lên tiếng trên trang Instagram cá nhân có gần 4 triệu người theo dõi. Minh tinh sinh năm 1982 xác nhận cô đang hẹn hò với bạn diễn cùng tuổi. Thật là ngại khi lần đầu lên tiếng về vấn đề riêng tư mà không phải công việc với các bạn. Vâng, sự việc đúng là như thế. Mặc dù không biết phải nói thế nào, nhưng tôi nghĩ mình nên nói những gì đó với các bạn. Tôi cảm thấy có chút ngại ngùng và lạ lùng nữa. Thật biết ơn khi gặp được người tốt như anh ấy, tôi sẽ cố gắng vun đắp mọi thứ thật tốt đẹp. Tính đến nay, cả hai đã bên nhau được khoảng 9 tháng. Tuy vậy, hai ngôi sao hàng A của giới giải trí xứ sở Kim Chi lại không thể dành nhiều thời gian cho đối phương vì Hyun Bin phải ghi hình cho bộ phim điện ảnh Ba Quên Mình ở Jordan. Bộ đôi trai tài gái sắc này được cho là xa mặt nhưng không cách lòng, khoảng thời gian yêu xa khiến tình yêu càng sâu đậm hơn.